thông báo kết quả hỗ trợ đối tượng khó khăn do đại dịch COVID-19 theo nghị quyết số 68 của chính phủ tính đến ngày 20 tháng 8 năm 2021. Huyện Xuyên Mộc, số đối tượng huyện đã gửi về Sở Lao động Thương binh Xã hội 11.301. Số đối tượng đủ điều kiện, Sở Lao động Thương binh Xã hội đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh 10.090. Số đối tượng Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 8.722. Số đối tượng chi trả 8.722 với số tiền 10 tỷ 507 triệu 390 ngàn đồng, đạt tỷ lệ 100%. Huy Long Điền, số đối tượng huyện đã gửi về Sở Lao động Thương binh Xã hội 9.717. Số đối tượng đủ điều kiện Sở Lao động Thương binh Xã hội đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh 4.478. Số đối tượng Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 4.478, số đối tượng chi trả 4.478 với số tiền 6 tỷ 03 triệu 320 ngàn đồng, đạt tỷ lệ 100%. Huyện Côn Đảo, số đối tượng huyện đã gửi về Sở Lao động Thương binh Xã hội .3920 Số đối tượng đủ điều kiện Sở Lao động Thương binh Xã hội đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh 3.228. Số đối tượng Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 3.228. Số đối tượng chi trả 3.217 với số tiền 6 tỷ 293 triệu 720 000 đồng, đạt tỷ lệ 99,66%. Thị xã Phú Mỹ, Số đối tượng thị xã đã gửi về Sở Lao động Thương binh Xã hội 11.400. Số đối tượng đủ điều kiện Sở Lao động Thương binh Xã hội đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh 9.508. Số đối tượng Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 9.477. Số đối tượng chi trả 9.398 với số tiền 11 tỷ 368 triệu 730 000 đồng, đạt tỷ lệ 99,17%. Huyện Châu Đức, số đối tượng huyện đã gửi về Sở Lao động Thương binh Xã hội số đối tượng đủ điều kiện Sở Lao động Thương binh Xã hội đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh 15.432. Số đối tượng Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 14.245. Số đối tượng chi trả 13.968 với số tiền 13 tỷ 979 triệu 540 000 đồng, đạt tỷ lệ 98,06%. Thành phố Bà Rịa, số đối tượng thành phố đã gửi về Sở Lao động Thương binh Xã hội 20.746 Số đối tượng đủ điều kiện, Sở Lao động Thương binh Xã hội đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh 17.866. Số đối tượng Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 15.725. Số đối tượng chi trả 14.863 với số tiền 23 tỷ 322 triệu 310 000 đồng, đạt tỷ lệ 94,52%. Huyện Đức Đỏ, số đối tượng huyện đã gửi về Sở Lao động Thương binh Xã hội 9.124 số đối tượng đủ điều kiện Sở Lao động Thương binh Xã hội đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh 7 7539, số đối tượng Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 6.457. số đối tượng chi trả 5 5543 với số tiền 7 tỷ 519 triệu 006 ngàn đồng, đạt tỷ lệ 85,84%. Thành phố Dũng Tàu, số đối tượng thành phố đã gửi về Sở Lao động Thương binh Xã hội 37.586 số đối tượng đủ điều kiện Sở Lao động Thương binh Xã hội đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh 23.539, số đối tượng Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 22.712, số đối tượng chi trả 18.424 với số tiền 24 tỷ 766 triệu 930 000 đồng, đạt tỷ lệ 81,12%. Tổng số đối tượng Số đối tượng các địa phương đã gửi về Sở Lao động Thương binh Xã hội 122.782 số đối tượng đủ điều kiện Sở Lao động Thương binh Xã hội đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh 91.680, số đối tượng Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 85.044, số đối tượng chi trả 78.613, đạt tỷ lệ 92,44%. Như vậy tính đến ngày 20 tháng 8, tỉnh đã thực hiện chi trả với tổng kinh phí như sau. Số các địa phương đã gửi về Sở Lao động Thương binh Xã hội là 176 tỷ 537 triệu 174 000 số Sở Lao động Thương binh Xã hội trình Ủy ban nhân dân tỉnh là 123 tỷ 444 triệu 090 ngàn đồng. Số Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt là 113 tỷ 089 triệu 190 ngàn đồng. Toàn tỉnh đã chi trả được là 103 tỷ 760 triệu 946 ngàn đồng, đạt tỷ lệ 90,33%.